Hello, xin chào tất cả mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh Cuộc Sống ở Úc khi ta cùng đam mê của em nha Hôm nay em xin review một trong những nhà hàng của người Hoa mà em thích nhất ở Canberra Đó là nhà hàng nhẫm trà CBD, em sẽ để địa chỉ ở dưới cuối video nha Đây là món cua xào mía, một trong những món em cũng rất là yêu thích luôn Ở đây thì họ xào rất là ngon, ha, cua tươi được bắt từ ở trong cái bể bơ ra luôn, nó còn sống luôn ha rất là tươi ngon Và đây là món cải rổ xào dầu hào Còn đây là món cua xào mì XO sauce Rớt rất là ngon nha Đây là địa chỉ ha Cảm ơn mọi người đã xem hết video Hẹn gặp lại mọi người video tới Bye bye